Chào anh em nhé, còn mấy em nói bác dê bỉ nhé. Đàn này cực chất lượng cho anh em chơi này. Hôm nay là 6-7 ngày làm 8 kg này. Thì to 2 mũi vaccine Mỹ. Đấy. Đàn này là bố là con trai của Calo có Evo 3. Nguồn gen cực cao, mẹ là bố nhập châu Âu nhé, nhập Pháp. Đấy. Đàn này bố là 41 cân, mẹ 35 cân. Anh em nhìn chất chó lông sáp nhé. Dòng lông rất chi là sáp. Và hai em được đỏ, có một khách cọc một con rồi, một em cái màu Duzon nhé. Cái phả này màu Duzon ngày xưa chỉ có con AC, nhưng con này nó mất rồi. Và con Calo ấy, thì đa số là ra cái màu Duzon như con cái đen đen này này. Còn đa số là cái màu như này, đa số là mà phả Mexico. Cái nguồn gen cao như này thì đa số là chỉ có đa số là phả Mexico, chỉ có con này này. Con cháu của Calo này và con của AC ngày xưa thì có phả này nhé. Anh em cần có 10 số trên hồ sơ TikTok hoặc nhắn tin TikTok cho mình nhé. Đàn này ăn uống cực kỳ dễ nhé, vaccine 2 mũi của Mỹ là chuẩn nhé. Đấy, tẩy giun đầy đủ cho anh em. Chào toàn thể anh em nhé.